đơn vị rất vinh dự được đón 4 đồng chí. Cái nắng nóng 45 độ trong lễ nhật quân thực sự là một màn tra tấn thể lực và thần kinh đối với 4 cô gái trẻ. Nhìn sâu vào cái cây kìa, cây xanh kìa, có hoa mặt đổ bây giờ đấy. Hồng Nhung đã bị ngất khi vừa lên tới phòng và phải cần đến quân y trợ giúp. Đồng chí quân y đâu? Son môi và chân mày và kem dưỡng da. Liên tiếp những rắc rối đã xảy ra khi nhu cầu chăm sóc sắc đẹp chính đáng của phụ nữ gặp phải đội quy nghiêm ngặt của quân đội. Rõ chưa? Rõ. Sau tất cả, 4 nữ chiến sĩ mới đã có buổi huấn luyện đầu tiên cùng tiểu đội với những tình huống vô cùng khó đỡ. Tập 2 ngay sau đây sẽ cho chúng ta biết những diễn biến tiếp theo. Cái gì mà loạn lên nhở? Không. Trời ơi. Sao có được xóa tóc không? Ê, có cởi tóc không? Thôi khỏi đi, trời thời gian đâu mà cởi em. Em hồi hộp không biết cơm như nào luôn ý. Ngon. Ngon. Khô quá. Có nước không chị ạ? À? Chắc là em xin được không? Bọn em đang khát nước quá vậy. Không nhà đâu dạ. Cảm ơn dạ. Chị. Cảm ơn chị nhiều. Cô đi không trời. Ăn đâu rồi? Mà mọi người ăn ngon miệng. Thôi em không ăn cơm ạ. Ăn hát quá em ăn thì trước. Cả nhà ăn cơm. Cả nhà ăn cơm nhá. Em mời từ trường, em mời các bạn. Em đi xuống dưới đó có nước được không? Tự cái mình. Cái gì vậy? Có khi nào đang ăn mà có còi không chị? Đang. Dạ. Ăn thế à? Ăn cơm rồi nói chuyện á? Em nói là ai ăn cơm nói em nhé, tại không được nói chuyện nên phải làm vậy. Có thời gian tắm rửa thì ăn cơm này người. Xong rồi, em xong rồi, tẩy tắm này. Ăn uống phải từ tốn này, hết thịt rồi đến dessert thì hoa quả chứ. Xong luôn rồi. Nhanh nhanh. Nhanh nhanh hả? Bị hối hả? Ôi, từ. Càng ngày mệt mỏi rồi cho ăn uống đấy đà chứ có phổi vàng đi đâu. Giọt ơi! Giọt ơi! Không là về không kịp tắm đâu. Cô là đi ra nơi ra đợi chờ ra để tắm. Học tập hồ nha, thường bước. Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì tội nghiệp mấy chị vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Học đã khó rồi, có mẹ Hương Giang đây còn khó hơn. Đấy, học đi. Cùng tham gia đợt huấn luyện này với các nhân vật có thêm 4 chiến sĩ nữ đặc công: Đỗ Thị Hòa, tiểu đội trưởng; Nguyễn Thị Hải Linh, Nguyễn Thị Hồng, 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 Nguyễn Thị
Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Hằng. Cả bốn đồng chí cùng nhập ngũ ngày 14 tháng 2 năm 2017. Trong sáng mai chúng ta có buổi chào cờ của liên đội. Một trong bốn bạn sẽ là người đứng dậy để đọc lời thề trước toàn thể liên đội. Các đồng chí có làm được không ạ? Làm được. Cố gắng. Và các đồng chí tiểu trường, người là đang còn lại sẽ phải đào đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì có cách nào biết người ai sẽ phải đào không ạ? Ôi, cái này thì sẽ không biết được. Có ai có ý kiến gì nữa không ạ? Hết à? Thực sự là tôi biết, tôi cũng đã từng nhập ngũ mới như các đồng chí. Chúng tôi cũng đã từng huấn luyện và ngày đầu tiên vào cũng có rất nhiều bỡ ngỡ. Và tôi tin là các đồng chí chỉ cần sau ngày hôm nay thôi, cho đến ngày mai các đồng chí sẽ thực hiện nhiệm vụ cũng như là sẽ học tất cả các môn học một cách nhanh chóng nhất và sẽ không cảm thấy khó khăn nữa. Nếu như có vấn đề gì, các đồng chí có thể tâm sự với tôi hoặc là các đồng chí còn lại. Các đồng chí đồng ý không ạ? Còn ai có ý kiến gì nữa không? Buổi sinh hoạt của chúng ta hôm nay thì ngắn gọn thế thôi. Thì tôi cũng nhắc lại là các đồng chí hãy học 10 lời thề trước cái thời gian mà anh Trung đội trưởng sang kiểm tra. Giải tán. Để không thôi, nhưng mà mình đâu biết ai đâu, chọn đại mà. À, nếu mà không thuộc thì cả đám bị phạt. Em mắc là sáng thứ 2, phải chọn 45 luôn. Em mắc không biết bao nhiêu chiến sĩ đẹp trai, em phải đóng như thế nào đây? Trời ơi! Theo em thì ngày mai buổi chào cờ đông người thì mình nên concept trang điểm nhẹ nhàng thôi. Trời đất ơi! Giải tán, người đi khỏe. Má nhẹ nhẹ và môi hồng hồng thế thôi. Trang đậm. Chị ơi, khi nào thì mọi người được đi căng tin nha chị? Cái đó đi căng tin thì bây giờ mình chưa được đi, thế nên là mình có thể buồn lại. Mình lại xoay về nhà đi nhà, hỏi nhau đi. Mình lại hỏi ba bạn này đi, em vẫn cả hỏi với ba bạn này. Chào. Bây giờ này chị đây tên là Linh nè. Bây giờ em hỏi nhé, em phỏng vấn nhé, phóng viên nhé. Thế trong quá trình mà mình học tập này có quen ai, có cưới nhau không chị? Không phải, mà là yêu nhau được mà đúng không? Yêu nhau được không? Chỉ là người có đạo thôi. Yêu nhau công khai được không? Sao anh em cưới nhau thôi mà cưới đâu đi đâu. Ê nè, không mà kiểu yêu nhau ở trong quân đội vui lắm nha. Bây giờ 26 tuổi nhá. 29 tuổi tầm 7. 27, 28 tuổi là về là có khi là lập hội người già leo đơn. Bây giờ em có những mối tình giống như trong Hậu Duệ Mặt Trời không chị? Trước khi tiến hành phổ biến nhiệm vụ tiếp theo, tôi kiểm tra việc học thuộc 10 lời thề của các đồng chí. Thì đội trưởng ơi, em xin bày tỏ cái nỗi niềm của em, tức là bất kỳ một lúc nào mà phải trả một bài gì, lúc nào em cũng có cảm giác chắc chắn là sẽ gọi em lên, mà rất là sợ luôn. Đồng chí Giang, đọc cho tôi lời thề từ lời thề thứ nhất đến lời thề thứ 10. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, tôi chưa học hết đến lời thề thứ 10, mới chỉ học đến lời thề thứ 4, hết. Đồng chí thực hiện nội dung đọc từ lời thề thứ 1 đến lời thề thứ 4. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, sau đây tôi xin đọc. Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự của người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Một, xin thề hy sinh vì Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Giang dừng lại. Đồng chí Mai, đồng chí thuộc lấy lời thề từ đấy. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, tôi đã thuộc đến lời thề thứ 3. Sau đây tôi xin đọc lời thề. Một,
hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đóng góp để... Đồng chí dừng lại, nội dung lời thề đồng chí không thuộc. Đồng chí Nhung, đồng chí đọc lời thề thứ ba. Không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước, xã hội chủ nghĩa, tinh thần quốc tế vô sản, rèn luyện ý chí, chiến đấu, bền bỉ. Kiên quyết và bền bỉ. Thắng, không kêu, bại, không nản. Dù có gian nan khổ hạnh, cũng không được sờn lòng. Vào sống ra chết cũng không được nản chí. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng Đánh bại. Đánh bại hay đánh thắng? Đánh thắng. Đồng chí Nhung tiếp tục ôn tiếp. Đồng chí Ngân, đồng chí đồng thuộc đến hồi thứ mấy? Dạ, báo cáo đồng chí Trung đại trưởng. Tôi thuộc được 3 lời thề. Lời thề thứ 4 thuộc nữa, quên khúc cuối. Đồng chí nêu lời thề thứ 2. Lời thề thứ 2: tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên khi nhiệm vụ bất... khi nhận được nhiệm vụ bất kỳ, đều tận tâm tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác. Xin thề. Đồng chí thực hiện nội dung sai đấy. Tôi yêu cầu tất cả các đồng chí tổ chức ôn luyện sáng ngày mai, các đồng chí sẵn sàng gọi lên để tiến hành đọc lời thề trước cờ. 4 đồng chí rõ chưa? Rõ. Sau đây tôi tiến hành phổ biến nhiệm vụ gác trong buổi tối ngày hôm nay. Ta sẽ tiến hành tổ chức gác làm 2 vọng. Vọng thứ nhất là ở vị trí nhà A2. Tôi sẽ chỉ trực tiếp người gác, đồng chí Giang và đồng chí Hòa. Vọng gác thứ hai, vị trí cổng thao trường, đồng chí Mai và đồng chí Ninh. Thời gian gác công chí từ 10 giờ đến 11 giờ. Mật khẩu trong quá trình lên gác: hỏi Hà Giang, đáp Bắc Ninh. Hà Giang, Bắc Ninh. Nhanh chóng tiến hành bàn giao vật chất gác cho bộ phận thực hiện nhiệm vụ gác. Đây là khu vực bố trí, khu vực thông tin của đơn vị. Mục tiêu này là mục tiêu quan trọng, đảm bảo an toàn trong quá trình tác chiến và liên hệ với các đơn vị. Nhiệm vụ của công chí như sau: vị trí gác cụ thể công chí tại vị trí trước cửa khu vực nhà để đảm bảo an toàn cho lực lượng ra và vào khu vực mục tiêu đảm nhiệm. Hai đồng chí về vị trí gác. Chị nhìn mấy cái phòng kìa. Đừng có nhìn chị ơi. Ôi ôi chị ơi. Thôi không được đâu chị ơi. Có người ngồi. Sao người mất tiêu rồi? Chị có ai? Em không đùa đâu. Người ngồi đấy. Chị đi đâu ấy? Sáng mai bắt đi canh. Dừng lại. Hà Giang. Bắc Linh. Cũng dễ nhỉ chị nhỉ? Ừ. Nối trò chơi, nối chữ nhỉ? Trời ơi. Im. Tôi ghét ekip này rồi đó. Do nhiệm vụ yêu cầu trong quá trình tổ chức tuần tra cảnh gác, nay điều đồng chí Hòa sang vị trí gác ở khu vực vị trí cổng của khu vực thao trường. Đồng chí Giang sẽ tại vị trí này tiến hành thực hiện nhiệm vụ đến hết ca gác. Ở đây một mình ạ? Đồng chí phải ở đây tuần tra cái gác một mình. Đồng chí Hòa phải sang cái mục tiêu khác. Ôi trời ơi, sợ lắm. Đồng chí rõ chưa?
Rõ rồi nhưng mà sợ lắm ạ. Đồng chí phải thực hiện. Ui. Đồng chí đọc nơi thứ hai. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Đồng chí làm thực hiện được đúng lời thứ hai không? Có. Đồng chí bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Hòa, theo tôi. Chị ơi, Nguyên Yên à? Xe nó cứ sáng rồi nó tắt rồi, nó sáng rồi nó tắt rồi. Nếu mà xảy ra sự việc thì sao? Hả? Mình chạy hả? Thiệt chứ. Mình sợ ma là mình sợ thiệt chứ không phải như vậy đâu. Chứ kỳ quá luôn á. Ai xuất hiện đập luôn á. Học bài nào, tập cho học bài nào. Luôn luôn cảnh giác để lùn dưới bí mật quân dự với miếng quốc gia. Luôn luôn cảnh giác để lùn dưới bí mật quân dự với miếng quốc gia. Luôn luôn cảnh giác tuyệt đối giữa bí mật quân sự và bí mật quốc gia, dù bị kẻ thù. Đồng chí gì ơi? Hà Giang. Đồng chí gì ơi? Bên giúp tôi cái hòm ra kia với. Không. Đứng yên. Hà Giang! Nặng quá! Hãy giúp tôi với! Chồng Hy đứng yên! Đứng yên để chưa? Tôi chuyển đồ ra bên kia! Không! Không chuyển đồ! Hà Giang! Hà Giang! Đồng chí đứng yên! Báo đâu! Báo đâu! Hà Giang! Đồng chí đứng lại! Ôi xuôi trên làm nào bây giờ? Chị Huy ơi! Đứng lại. Đã nhìn thấy mặt đông đứng lại. Ai ạ? Đứng lại. Đứng lại. Mật khẩu. Đọc nói đi. Hà Giang. Hà Giang đứng lại. Kêu giúp tôi cái hộp ra ngoài kia với. Hà Giang. Kêu giúp tôi ra ngoài cổng với. Hà Giang. Yêu cầu đồng chí đứng lại. Yêu cầu đồng chí đứng lại. Đồng chí đứng lại. Đứng lại. Đồng chí đứng lại. Đứng ra ngoài. Kia. Đồng chí đứng lại. Đứng lại. Đồng chí đứng lại. Giữ lấy em về gọi mình á. Không. Không được bỏ. Kia. Bà bảo là tôi sợ ma mà. Bà gắng chịu đi, tôi chạy về tôi mát đây. Hà Giang. Linh, đồng chí đâu đây? Đồng chí ơi, có hiện tượng lạ ở đằng cổng gác số 1, số 2 em không biết. Hà Giang. Vâng Linh. Ôi, em chết mất. Báo cáo chỉ huy. Được. Nãy trong quá trình đứng đây có một người đi từ trong này cầm theo một cái hòm ạ. Tại sao đồng chí không giữ người đó lại? Báo cáo đồng chí chỉ huy, tôi đã cố gắng hết sức và hỏi mật mã như là đồng chí dặn. Nhưng mà người đó không chịu đứng lại. Cái gì ra trên tay kìa? Cái gậy ạ. Trang bị gậy mà công chí không biết xử lý tình huống. Tại vì đây là lần đầu tiên tôi thực hiện, tôi sợ quá. Thực sự là lúc đấy tôi không biết là ai cả. Và tôi không có kinh nghiệm trong cái chuyện này ạ. Đồng chí tiếp tục thực hiện nhiệm vụ gác, tôi dẫn đồng chí đuổi gác tiếp theo, đuổi lực lượng đã đưa cái vật chất ra khỏi khu vực nhà thông tin. Đồng chí rõ chưa? Đồng chí Giang rõ chưa? Rõ. Đồng chí Hạnh theo tôi. Sau quay. Bí vị trí. Đồng chí Huy ơi. Muốn bao lâu nữa ạ? Ôi trời ơi, cho em về. Tấm lắm kìa.
có ai? Đom đóm má, không phải cái thằng lấy cái hòm. Ai đây? Ai đây? Ra ngoài đi. Bây giờ để cuốn sách đây nhá. Bây giờ cái gian lên đây cầm gậy chơi luôn nhá. Ôi! Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Ai đây? Hà Lan! Hà Giang! Ôi, đồng chí Huy ơi! Sau đây đồng chí tiến hành bàn giao gác cho đồng chí Hạnh. Sau đó theo tôi về vị trí. Về nhà anh ơi. Ôi cuối cùng cũng được rồi. Anh ơi, anh cầm lấy đi anh ơi. Anh cẩn thận nha, anh nhanh nhiều người ra vào. Ôi sao lại. Phải đi các đêm ngay trong ngày đầu tiên nhập ngũ không phải là điều dễ dàng đối với Hương Giang và Mai Ngô. Ôi rồi. Tuy nhiên, sự căng thẳng và mệt mỏi trong suốt một ngày dài sẽ khiến cho không chỉ ekip các đêm mà cả tiểu đội sẽ có một giấc ngủ sâu để lấy sức cho một ngày mới. Hứa hẹn sẽ rất nhiều thách thức. Đứng lại. Đứng lại. Đồng chí đứng lại. Bay chứ trong màn nóng lắm. Còn cái hai nữa là cái giường nó cứng ấy. Chị mà cái gì cứng chị không thể ngủ được. Gấp cái màn ấy. Gấp lại xong rồi lúc giải ra là mình gấp từ đầu là vào trước nhỉ. Giải ra xong thì lại gấp hai cạnh rồi. Cái cạnh gì nhỉ? Tại sao những cái chuyện liên quan đến chăn gối chị không có một cái khả năng nào để ghi nhớ à? Đập ngay cạnh này trước à? Hay là như thế nào? Giữa hả? Chạy giữa đường hả? Sao đau quá. Quần cái thù khó chịu ghê. Em rất là thích chạy. Tại vì chạy em cảm giác người em rất là khỏe. Em cũng có suy nghĩ là mình đã có từng chạy rồi. Thì mình khi mà vào nhập ngũ mà có kêu chạy thì mình cũng đỡ mệt hơn. Thank you.
Phải đi bình thường mà lúc nào phải đi đúng. Em cũng không biết là lúc phải nào phải nói cái gì, lúc nào phải nói cái gì nữa. Sao bà lấy đủ cho mình trên ven đấy? Ăn cơm, ăn cơm. Mời các đồng chí ăn cơm. Em mời chỉ huy ăn cơm nhá. Còn sống sao nữa đây? Nhiều lắm, ăn cơm nhiều không? Nhiều cơm qua không ít quá. Dù phải phải đấy. Sao khô nè? Uống nước hả? Uống nước canh nhá. Thì đạp công hay đạp công thì lấy sữa rồi. Rồi, vốn nữa, bốn người nó cái đủ người ta mà. Không biết của ai luôn. Em uống đi. Kiểu mỗi lần mà có một người trong tiểu đội của mình ăn xong ấy, đứng lên rục rịch đứng lên ấy, là mình lại bắt đầu rồi. Uống lên. Trời, đi hết rồi hả? Đây làm gì hả chị? Chào. Mai, 5 phút nữa con ạ. Là còn 5 phút, là còn 15 phút nữa. Cô lên đi, lên đi, chị chưa trang điểm. Ở ngoài kia. Thế là có chịu. Cái này cũng phải rửa chứ không? Có rửa không? Chết rồi, em ơi. Chạy đi. Đây, kiểm tra con số, coi. Chạy đi. Thế để đâu ạ? Không, cái mũ nó đâu có mang về được đâu. Tay xoa mặt lấy hết cả hai bàn tay xoa như kiểu kim chỉ chó làm nó dễ. Này. Tay em chưa có.